theo Kho bạc Nhà nước Hà Nội, hệ thống kho bạc sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn theo kế hoạch, chủ động đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương thu hồi tạm ứng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước Trung ương. Kho bạc Nhà nước Hà Nội cam kết đảm bảo nguồn tiền để đáp ứng trả kịp thời cho dự án có đủ hồ sơ, chứng từ. Đối với những trường hợp do nhu cầu cấp bách cần giải quyết kịp thời để đảm bảo tiến độ, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã chủ động xin ý kiến Kho bạc Nhà nước và Ủy ban Nhân dân thành phố để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng chế độ chi tiêu quy định, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi Kho bạc Nhà nước.